chào bà con. Thì với clip này mình quay và hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật mà bón lót trên dây trồng được 2 đến 3 tháng tuổi vào mùa nắng á, thì vừa làm cỏ vừa bón lót và vừa làm cành cho cái trên dây luôn. Thì cái việc bón lót này thì mình bón lót đó là NPK với đầu trâu xanh, thì mình bón xung quanh gốc. Thì trên dây nó có đặc điểm mà rễ nó ăn ra ngoài, không phải ăn xuống ăn ngang, nên mình cào bồn và mình bón lót cái đó. Sau khi mà cào bồn xong á, thì mình tiến hành bón lót xong thì mình kéo ống mình tưới nước luôn. Thì với clip này mình làm cỏ luôn, bà con xem nè, cụ thể khi một nông dân chúng ta làm từ công việc cỏ tưới nước và chỉ cành cột cành một cây chanh dây. Thì với clip này nó còn có đầy đủ hết. Thì về bồn thì chanh dây nó luôn luôn á thì cần cái độ thông thoáng thoáng mát, thì độ ẩm nó thì lúc nào cũng là đều khoảng cỡ 60-70% là độ ẩm, thì nó là cây thân leo mà rất cần nước. Nên với clip này bà con cứ xem hết về quy trình của một người nông dân mà người ta bón phân, làm cành, cột cành. Thì với cái chanh dây mà 3 đến 4 tháng tuổi á, thì cành ở dưới từ gốc lên vàng á, chúng ta không quan trọng về lá, chúng ta tỉa hết lá đi. Thì những lá dưới đó thì nó không quan trọng, nó không có đóng vai trò gì đâu, chủ yếu là lá ở trên vàng. Thì với những cái lá mà già thì bà con nên tỉa bớt đi. Những cái cành chim mà cành cánh tẻ ở dưới gốc á, thì chúng ta cũng tỉa đi, không quan trọng mấy. Còn đất ở trong gốc thì bà con cành nó tơi xốp và làm việc cỏ. Thì với clip này á, thì tủ gốc này để hạn chế được một số côn trùng như dế và côn cắn cho gốc còn nhỏ, và cũng đang tiến hành làm cỏ. Thì cứ nhổ hết này, thì những con đoạn này thì gắn liền với là con nông dân mình. Những ai mà chưa có công tác mà về cái làm kênh dây á, thì với clip này là con xem hết về quy trình của một người nông dân làm, và con một lần đăng ký kênh và những tiết mà phục vụ cho nông dân á, thì luôn cập nhật ở trên kênh. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.